Olympic Việt Nam sẽ đối đầu với Olympic Ả Rập Xê Út trong trận hạ màn vòng bảng ASEAN 19 lúc 18 giờ ngày 24 tháng 9 với bộn bề khó khăn. Về mặt kết quả, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần đánh bại đối thủ để trực tiếp giành vé đi tiếp, nếu không cũng cần có một điểm để tạo lợi thế so sánh với các đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu còn lại. Nếu thua, Olympic Việt Nam sẽ rơi vào thế rất bất lợi. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam với đầy đủ lực lượng cũng rất khó tạo bất ngờ trước Olympic Ả Rập Xê Út, chứ chưa nói tới lực lượng trẻ trung, non kinh nghiệm, trẻ nhất giải mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang sử dụng, cộng với một số trường hợp vắng mặt của Tuấn Tài, Mạnh Dũng. Olympic Việt Nam cần đá với tinh thần còn nước còn tát, Minh Đức thiếu vắng những cầu thủ kinh nghiệm đúng ở thời điểm then chốt. Olympic Việt Nam đang bị đặt dưới áp lực ngàn cân. Trận thua Olympic Iran đã cho thấy Nguyễn Quốc Việt cùng đồng đội dường như chưa sẵn sàng cho áp lực ở ASEAN 19. Trước những đối thủ mạnh toàn diện, có thể hình và kỹ thuật vượt trội, tư duy chiến thuật cũng hơn hẳn, Olympic Việt Nam cần nhiều hơn một chiến thuật phòng ngự thuần túy, để rồi lộ ra nhiều sơ hở khi các cầu thủ không thể tuân thủ đấu pháp. Dù vậy, như định hướng mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đề ra trước ngày lên đường, việc vẫn cử nhiều cầu thủ U20, thậm chí U18 dự ASEAN 19 khi rơi vào bảng đấu rất khó cho thấy giành kết quả không phải ưu tiên hàng đầu, mà cách các cầu thủ đương đầu với khó khăn, thể hiện tinh thần thi đấu và khát vọng cống hiến mới là yếu tố được quan tâm hơn cả. Chia sẻ với Thanh Niên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng kể lại câu chuyện thất bại của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2016. Dù chơi không tốt ở sân chơi này, nhưng ông Tuấn đã có cơ hội đánh giá, chọn. Olympic Việt Nam đang ở tình thế khó và sắp đương đầu với đối thủ hùng mạnh. Song, đây sẽ là cơ hội để cầu thủ phát huy cực đại giá trị bản thân và tinh thần thi đấu. Thông qua trận đấu và những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu tại ASEAN 19, ban huấn luyện Olympic Việt Nam sẽ đánh giá và lựa chọn được những cái tên sáng giá để tiếp tục mài giũa trong những giải đấu tiếp theo. Cách cầu thủ vùng dậy khi bị đẩy vào chân tường và khát vọng lách qua khe cửa dù rất hẹp sẽ rất đáng chờ đợi, cho thấy phần nào bức tranh tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Ở trận gặp Olympic Iran, dù bị đối thủ dồn ép, nhưng Olympic Việt Nam vẫn nỗ lực cầm bóng, triển khai thế trận từ phần sân nhà. Tất nhiên, việc sớm có lợi thế dẫn bàn giúp Olympic Iran buông lỏng gần như toàn bộ hiệp 2, từ đó mở đường cho các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thế trận dễ thở hơn. Nhưng, việc theo đuổi lối đá kiểm soát, dù khó thành công, cũng cho thấy định hướng phát triển cầu thủ sẽ không méo mó dù kết quả không ưng ý. Các cầu thủ cần nỗ lực đến phút cuối. Minh Đức dù vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ cần điều chỉnh một số vị trí. So với Olympic Iran, Olympic Ả Rập Xê Út là đội chơi giàu chất kỹ thuật hơn, chú trọng kiểm soát bóng, ban bật ở cự ly hẹp, tấn công bằng những pha đan bóng lớp lang và bài bản. Nếu Iran sử dụng lối đá trực diện và tốc độ để nuốt chừng con mồi, Ả Rập Xê Út lại kết liễu đối thủ từ từ bằng những đường truyền kiều mở khóa cho đến khi khoảng trống của đối thủ lộ ra. Để chống đỡ những đường ban bật của Olympic Ả Rập Xê Út, Olympic Việt Nam vẫn cần quân số đông đảo để phòng ngự, giữ cự ly đội hình tốt, nhưng tùy từng thời điểm phải đẩy cao để gây áp lực ở tuyến giữa, buộc đối thủ phải triển khai bóng ra biên hoặc chơi bóng dài. Đây vốn không phải điểm mạnh của đại diện Tây Á.